Ngày 9 tháng 5, Nga đã tổ chức duyệt binh mừng ngày chiến thắng trên quảng trường đỏ ở Moscow, đánh dấu kỷ niệm 78 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu dài 10 phút trước khi cuộc duyệt binh bắt đầu. Ông nói, ngày nay, nền văn minh một lần nữa đang ở một bước ngoặt quyết định. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga muốn có một tương lai hòa bình và ổn định. Nhà lãnh đạo Nga chỉ trích giới tinh hoa phương Tây khi khiến mọi người chống lại nhau, chia rẽ xã hội, kích động xung đột đẫm máu và đảo chính, gieo rắc hận thù, bài Nga và chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến, phá hủy các giá trị gia đình truyền thống vốn làm nên con người. Theo nhà lãnh đạo Nga, tất cả những điều này đang được Mỹ và các đồng minh thực hiện nhằm thúc đẩy hơn nữa ý chí, quyền và quy tắc của họ. Ông Putin nhấn mạnh dường như họ quên mất những tham vọng của Đức Quốc xã đã dẫn đến điều gì. Họ quên mất ai đã đánh bại cái ác. Về cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Putin nói rằng một cuộc chiến thực sự đã nổ ra chống lại tổ quốc chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ bảo vệ người dân Donbas và đảm bảo an ninh của mình. Ông Putin nhấn mạnh mục đích của phương Tây là đạt được sự tan rã và hủy diệt của đất nước chúng ta, vô hiệu hóa kết quả của Thế chiến II, phá vỡ hoàn toàn hệ thống an ninh toàn cầu và luật pháp quốc tế. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói Mỹ và các đồng minh phải chịu trách nhiệm về sự bùng nổ của cuộc xung đột ở Ukraine. Sau bài phát biểu, cuộc duyệt binh bắt đầu khi đội cận vệ danh dự mang quốc kỳ Nga và cờ chiến thắng qua quảng trường đỏ. Lá cờ chiến thắng này đã được các binh sĩ thuộc sư đoàn súng trường Idrissa số 150 của Liên Xô kéo lên trên tòa nhà Quốc hội Đức vào tháng 5 năm 1945. Năm nay, cuộc duyệt binh tại Moscow có sự tham gia của hơn 8.000 binh sĩ, trong đó có 530 binh sĩ đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và 125 thiết bị quân sự. Sau màn diễu hành bộ binh của 30 đơn vị, đội hình cơ giới đã tiến vào quảng trường đỏ, dẫn đầu là xe tăng T-34. Theo sau là xe bọc thép Tiger-M, xe bọc thép chở quân BTA-82A, xe chiến đấu bộ binh Boomerang, hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph và bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Cuộc duyệt binh năm nay không có sự tham gia của các loại xe tăng, thiết giáp bánh xích hay tổ hợp phòng không của lục quân. Không quân Nga cũng không tham gia duyệt đội hình trong lần duyệt binh này.